ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cảnh sát giao thông truy đuổi hơn 6 km, bắt tài xế ô tô chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ. Trích xuất camera vụ tài xế ô tô nhậu say, lao vào cây xăng ở Hà Nội, 8 người bị thương. Vụ chửi người miền Trung, TikToker Hoàng Minh thừa nhận để câu view, muốn sớm nổi tiếng. Một cảnh sát bị thương khi đang chữa cháy căn biệt thự khu đô thị Pháp Vân, Hà Nội. Nhóm thiếu niên xông vào nhà dân chém loạn xạ, công an triệu tập 14 người lấy lời khai. Vợ đâm chết chồng vì mâu thuẫn, nghi bị lấy 500.000 đồng. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 13 tháng 8. Liên quan đến vụ ô tô tông cây xăng ở Hà Nội vào tối muộn 12 tháng 8 khiến 8 người bị thương. Bước đầu, nam tài xế khai đã uống bia. Kết quả đo nồng độ cồn là 0,9mg trên lít khí thở. Hình ảnh từ camera liên quan đến vụ tai nạn cũng đã được trích xuất. Lãnh đạo phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, tài xế xe ô tô lao thẳng vào cây xăng ở đường Láng, Đống Đa, Hà Nội vào tối ngày 12 tháng 8, tên Ngô Công Hán. Người này sinh năm 1987, quê Bắc Ninh, có hộ khẩu thường trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tối ngày 12 tháng 8, Hán lái ô tô đi hướng từ Cầu Giấy về ngã tư Sở. Đến 22 giờ 15 phút, xe do Hán cầm lái phóng với tốc độ cao, tông thẳng vào cây xăng tại số 111 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Tại hiện trường, ô tô đã tông vào nhiều xe máy, 8 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên cây xăng. Đo nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của Hán là 0,9mg trên lít khí thở, vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ. Mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4mg trên lít khí thở. Tại cơ quan công an, bước đầu Hán khai nhận có uống bia tại một quán trên đường Láng, khi đang lái xe về nhà thì xảy ra sự việc. Ngày 13 tháng 8, tại một ngôi nhà khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xảy ra vụ cháy lớn. Thông tin ban đầu, do khu vực cháy là văn phòng kết hợp kho của một công ty nông nghiệp, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan lên tầng 2, tầng 3 của căn biệt thự. Diện tích cháy khoảng 300m2. Bước đầu ghi nhận, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, trong quá trình làm nhiệm vụ, một chiến sĩ bị thương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một đám cháy lớn xuất phát từ tầng thượng của tòa nhà cao tầng trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Trong lúc cháy, nhiều tiếng nổ lớn phát ra chát chúa, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến 5 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 8, cơ quan chức năng quận 1 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 13 tháng 8, lửa bốc ngùn ngụt tại tầng thượng của tòa nhà. Do vị trí cháy trên cao và lửa bùng phát nhanh nên mọi người không kịp ứng cứu, dập lửa tại chỗ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy xác định diện tích cháy khoảng 100m2, tài sản cháy chủ yếu là bàn ghế và vật dụng khác. Tòa nhà C Product có 4 tầng một trệt, một tầng thượng có nhiều quán ăn, cà phê. Ngày 13 tháng 8, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho hay đang điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên đốt xe máy gây náo loạn đường phố. Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút tối 12 tháng 8, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến trên đường DT741, đoạn qua thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, gây náo loạn cả một đoạn đường. Bị đuổi đánh, một thanh niên tên Ngọc và bạn đi cùng vội vàng bỏ chạy thoát thân, bỏ lại chiếc xe máy giữa đường. Sau đó, nhóm đối phương dùng chai hóa chất như bom xăng đốt rụi chiếc xe này. Chiều 13 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ một nam thanh niên lái ô tô chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra. Cảnh sát đã rượt đuổi hơn 6 km mới bắt được tài xế này. Theo ghi nhận, Nguyễn Văn Hậu, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lái ô tô 4 chỗ chạy từ hướng ngã tư Đồng Tâm về ngã ba Trung Lương, thuộc phường 10, thành phố Mỹ Tho, vượt quá tốc độ cho phép. Tổ công tác yêu cầu Hậu dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, Hậu lái xe bỏ chạy hơn 6 km qua các tuyến đường ở thành phố Mỹ Tho. Cảnh sát giao thông đã truy đuổi đến điểm giao quốc lộ 60 và đường ấp Bắc thuộc phường 10, thành phố Mỹ Tho mới dừng được chiếc xe vi phạm. Nhưng Hậu cố thủ trong xe, ngồi gọi điện thoại, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Sau một thời gian, lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường 10 mới đưa được Hậu về trụ sở công an phường để xử lý.
Bước đầu, Hậu bị công an lập biên bản với các hành vi vi phạm, không giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định 74/60 km/h. Chiều ngày 13 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nghi phạm cướp tiệm vàng đã bị công an tạm giữ khi chạy đến địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ cướp tiệm vàng này xảy ra khoảng 11 giờ cùng ngày tại tiệm vàng KN thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Theo Thiếu tướng Dũng, qua báo cáo ban đầu của Công an huyện Nam Giang, nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Tú, 32 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Sau khi nhận thông tin vụ việc, qua trích xuất camera và nhân chứng, công an xác định Tú là nghi phạm. Sau khi xác định nghi phạm là người địa phương, lực lượng công an đã điện thoại cho nghi phạm để vận động. Nghi phạm đã đến nhà tại thành phố Đà Nẵng của Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, trưởng công an huyện Nam Giang, đầu thú. Hiện công an đang thu thập hồ sơ, thông tin ban đầu để phục vụ điều tra. Chiều ngày 13 tháng 8, sau hơn một ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án với bị cáo Phùng Anh Lê, 55 tuổi, cựu đại tá công an, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội và 3 thuộc cấp trong vụ án nhận hối lộ và tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê mức án 9-10 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng Cảnh sát Hình sự, bị đề nghị án tù bằng thời hạn tạm giam 10 tháng 27 ngày, trả tự do tại tòa về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Cùng tội danh với Châu, hai bị cáo Vũ Công Ngọc, cựu đội phó Cảnh sát Hình sự và Lê Đình Trung, cựu đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, cùng bị đề nghị mức án 8-10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị truy thu số tiền 110 triệu đồng mà bị cáo Phùng Anh Lê hưởng lợi bất chính để sung quỹ nhà nước. Liên quan đến vụ nhóm thanh niên cầm hung khí đập phá tài sản của nhà một người dân trên đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13 tháng 8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, công an phường Tân Quý đã triệu tập 14 thiếu niên từ 14 đến 16 tuổi để lấy lời khai. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm trên do BDT, 14 tuổi, ngụ quận Bình Tân cầm đầu. Vụ việc đang được công an phường Tân Quý phối hợp với công an quận Tân Phú điều tra xử lý. Trước đó, vào ngày 12 tháng 8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông VVH, 65 tuổi, cho biết khoảng 20 giờ tối 11 tháng 8, con gái của ông vừa đi xe máy mua sữa về đến trước nhà thì có nhiều thanh niên đi trên nhiều xe máy cầm hung khí kéo đến. Khi con gái của ông H chạy bộ vào nhà thì người trong nhóm trên cầm hung khí chém nhiều nhát vào chiếc xe máy trước nhà, sau đó chém vào cửa sắt cũng như đập vỡ chậu cây cảnh trước nhà ông. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Chiều ngày 13 tháng 8, hàng ngàn cổ động viên đã xếp hàng dài trước sân vận động Hàng Đẩy để mua vé xem trận Hà Nội - Hoàng Anh - Gia Lai. Giá vé trên thị trường Chợ Đen tăng cao gấp 3 đến 5 lần giá trị do ban tổ chức phát hành. Ban tổ chức trận đấu phát hành 4 mệnh giá vé là 50.000 đồng, 60.000 đồng, 80.000 đồng, 100.000 đồng. Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội cho biết đã phát hành 3.000 vé mời và vé bán theo mùa, 8.500 vé được bán online đã được mua hết sạch. Dù vậy, do vé quá ít mà nhu cầu của người hâm mộ rất cao, nên chỉ sau 15 phút, ban tổ chức đã thông báo hết vé. Chỉ một số rất ít cổ động viên mua được vé trận đấu, còn lại đều thất vọng ra về. Nhiều cổ động viên bức xúc đã dùng lời lẽ không hay để chỉ trích các thành viên ban tổ chức. Do vé trận đấu đã hết, nên người hâm mộ lúc này muốn vào sân xem trận đấu phải mua vé trên thị trường Chợ Đen. Vào lúc 19h15 phút tối ngày 14 tháng 8, trận đại chiến vòng 12 V-League 2022 giữa chủ nhà Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẩy, Hà Nội. Hiện câu lạc bộ Hà Nội đang có 23 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng V-League. Hoàng Anh Gia Lai có 19 điểm, đứng thứ hai. Trận siêu kinh điển Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính. Trọng tài điều khiển trận đấu là ông Ngô Duy Lân, trọng tài FIFA Elite duy nhất của Việt Nam. Ngày 13 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà dân vào rạng sáng ngày 10 tháng 8 xảy ra ở phường Hòa Minh. Theo Công an phường Hòa Minh, trước đó đã tiếp nhận tin báo của bà H về việc có người đổ xăng vào phía sau nhà bà và châm lửa đốt, gây cháy một số vật dụng trong nhà vệ sinh.
khi bà H kiểm tra camera ở phía đường thoát hiểm, phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm mang theo thiết bị đến khoan cửa thông ra lối thoát hiểm. Sau đó người này mang xăng đến đổ vào chỗ đã khoan và châm lửa đốt rồi bỏ đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Nông, 46 tuổi, trú phường Hòa Minh có liên quan đến vụ việc trên nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Nông trình bày, trước đây có cho chồng bà H mượn tiền, nhưng người mượn không chịu trả như đã hứa. Mỗi lần ông Nông qua nhà hỏi lấy tiền nợ đều bị đuổi về nên ở mức trong lòng và nghĩ cách đốt nhà người mượn tiền. Hiện vụ việc đang được công an điều tra. Tôi thì cũng ở Đà Lạt, tiếp xúc thường xuyên với người miền Trung. Ngày 13 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập đối với Hoàng Minh, chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh, 23 tuổi, thường trú ở Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú tại phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân. Trước đó, Hoàng Minh làm video đăng tải trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích, nhận xét tiêu cực về người miền Trung khiến nhiều người bức xúc. Những thông tin trong video là do Minh tự nói ra theo ý nghĩ chủ quan của mình, đánh động tất cả người miền Trung. Bản thân những nhân vật được Minh phỏng vấn cũng không hề biết lời nói của mình bị cắt xén, ghép thành video chỉ có nội dung tiêu cực, sai sự thật để đăng tải trên mạng xã hội. Mục đích mà Minh làm video nêu trên nhằm câu view, câu like, thu hút nhiều người quan tâm đến mình để mình sớm trở thành người nổi tiếng. Ngày 13 tháng 8, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, 40 tuổi, ngụ phường Hương Sơn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra ban đầu, giữa bà Hằng và chồng là ông T, 54 tuổi, xảy ra mâu thuẫn trong việc ông T không hài lòng với các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội của bà Hằng, nên cả hai cự cãi với nhau. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, do bị mất 500.000 đồng tiền cá nhân, nên bà Hằng đã hỏi ông T có lấy tiền của mình không, thì cả hai tiếp tục xảy ra cãi nhau. Ông T dùng búa đuổi đánh bà Hằng, nhưng bị bà giật lại được. Ông T tiếp tục đuổi đánh, bà Hằng chạy vào nhà bếp lấy con dao Thái Lan dài khoảng 30cm quay lại đâm chồng. Sau vụ việc, ông T được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Bà Hằng khai nhận nguyên nhân mâu thuẫn trong chuyện gia đình. Bà Hằng cho rằng bị ông T đánh nên dùng dao đâm ông với mục đích cảnh cáo chứ không cố ý đâm chết chồng. Chuyển sang những tin tức thế giới. Đáng chú ý với thông tin tiểu thuyết gia nổi tiếng bị đâm nhiều nhát ngay trong buổi diễn thuyết trên sân khấu ở bang New York, Mỹ vào ngày 12 tháng 8. Hiện nạn nhân đang phải thở máy. Cảnh sát bang New York cho biết ông Rosdai đã được chuyển đến bệnh viện bằng trực thăng và các bác sĩ đã phẫu thuật cho ông. Trong khi đó, đại diện của tiểu thuyết gia gốc Ấn cho biết ông có thể mất một con mắt, bị đứt dây thần kinh ở một cánh tay và tổn thương gan. Hiện ông Rosdai đang thở máy. Theo hãng tin Reuters, tiểu thuyết gia Rosdai đã dành nhiều năm lẩn trốn sau khi Iran kêu gọi người Hồi giáo giết ông vì những tác phẩm của mình. Nhiều nhà văn và chính trị gia trên thế giới đã lên án cuộc tấn công ông Rosdai, gọi đó là cuộc tấn công nhằm vào quyền tự do ngôn luận. Một người lái xe ở Thái Lan đã xui tận mạng khi bị cảnh sát bỏ quên trên chiếc xe hơi gặp nạn suốt 12 giờ. Không ai biết nạn nhân có còn sống khi tai nạn xảy ra không, nhưng vụ việc khiến dư luận vô cùng bất bình. Theo báo Bangkok Post, trước đó ngày 9 tháng 8, nạn nhân Phattharachai Athapon, 68 tuổi, đang lái xe trên đường cao tốc ở Pattaya thì bị mất lái. Chiếc xe lao ra khỏi đường và gặp nạn. Khi cảnh sát và đội cứu hộ tới, họ đã không phát hiện ra ông Athapon, không rõ còn sống hay đã chết, còn bị kẹt lại bên trong chiếc xe. Chiếc xe được cẩu về khuôn viên của đồn cảnh sát với nạn nhân bên trong. Khoảng 12 giờ sau đó, cảnh sát mới trở lại đồn và phát hiện thi thể của người này còn trong xe. Theo ghi nhận, có hàng tấn cá chết ở Oder, con sông chảy dọc theo biên giới của Ba Lan với Đức. Dự báo cần khoảng vài tuần để xác định chính xác loại chất hóa học gây ô nhiễm lần này. Chính phủ Ba Lan đã cam kết sẽ điều tra khả năng sông Oder bị ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt. Người đứng đầu cơ quan quản lý nước Ba Lan cho rằng đây là một thảm họa sinh thái khi có ít nhất 10 tấn cá chết được tìm thấy trên đoạn sông dài 200 km ở phía bắc thị trấn Olawa, Ba Lan. Nhà chức trách nghi ngờ một chất oxy hóa mạnh có thể đã ngấm vào nước khiến nồng độ oxy tăng đột biến và làm cá chết hàng loạt. Thêm vào đó, mực nước sông thấp do hạn hán có thể khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn. Một trăm tuổi vẫn hành nghề y, một bác sĩ lập kỷ lục Guinness.
đó là bác sĩ Howard Tucker. Gần đây ông không còn trực tiếp thăm khám người bệnh nữa, nhưng vẫn đang giảng dạy cho các nhân viên y tế tại Trung tâm Y khoa Nhân đạo St. Vincent ở thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Bác sĩ Howard Tucker đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận danh hiệu là bác sĩ lớn tuổi nhất thế giới còn đang hành nghề. Ở tuổi 100, bác sĩ chuyên ngành thần kinh này đã cống hiến suốt 75 năm trong ngành y và hiện mỗi tuần ông tới công sở 2 lần. Ông cụ hóm hỉnh này kể rằng khi cả gia đình ông tụ họp để mừng thượng thọ 100 tuổi cho ông tháng trước, ông đã nhận được món quà COVID-19 từ một người họ hàng. Người này đã ôm hôn chúc mừng ông và tặng luôn ông virus SARS-CoV-2. Rất may ông đã hồi phục nhanh chóng sau khi mắc bệnh. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với cảnh báo chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím UV. Trong hôm nay, tại các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ, chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Riêng khu vực Huế, Đà Nẵng, chỉ số UV thấp hơn, ở ngưỡng từ 7,5 đến 8. Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại trên toàn quốc ít thay đổi, đạt giá trị từ 8 đến 10, đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Ngoài ra, người dân cần theo dõi tình hình nhiệt độ ở các khu vực. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 28 đến 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.